Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị Hợp tác xã Rau Phúc Sen. Hôm nay như đã có hẹn lịch với cả nhà, em sẽ lên một clip tri ân các bộ rau mèo của Hợp tác xã Rau Phúc Sen. Như các anh chị thấy ở đây thì là em đang để hai bộ rau mèo huyền thoại của em đấy ạ. Bộ rau mèo Mun 5 món và bộ rau mèo Cẩm Chỉ 5 món. Các sản phẩm này thì nhìn form dáng lưỡi nó giống nhau, nó chỉ khác nhau phần vỏ thôi. Một bên là vỏ mun, còn một bên là vỏ gỗ cẩm chỉ. Hôm nay thì em sẽ mang tới cho cả nhà mình trong clip này sẽ là một mức giá tri ân và cực kỳ hấp dẫn các chị nhé. Nếu các chị đang quan tâm đến mẫu dao mèo kiểu dáng như trong clip này của em thì hãy nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại là 0987 240 733 để được tư vấn cũng như đặt hàng sớm nhất các chị nhé. Có nhiều hôm em lên clip thì sau 2 đến 3 ngày mọi người mới liên hệ để đặt hàng. Thì các anh chị cũng thông cảm giúp em là chương trình của em chỉ khuyến mãi trong ngày hôm nay thôi các anh chị nhé. Ngày hôm nào thì em sẽ báo giá chính xác của ngày hôm đó. Vì vậy mà nếu như các anh chị đang quan tâm hay là mình đang thích thì mình hãy đặt hàng luôn giúp em nhé. Còn qua đi cái ngày hôm nay rồi, qua ngày phát hành của clip rồi thì em xin phép sản phẩm sẽ trở về nguyên giá. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết các sản phẩm này lần lượt nha các anh chị nha. Đầu tiên sẽ là một mẫu dao mèo nhỏ. Mẫu dao nhỏ nhất em giới thiệu tới cả nhà mình ở đây sẽ là một cây dao mèo 10. Mã của sản phẩm là M10 MDD các anh chị nhé. Đây, lưỡi dao là dài 10 cm ạ. Còn cán dao ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng 11-12 cm. Khâu là bằng đồng đỏ và chốt đinh bằng đồng đỏ ạ. Lưỡi dao được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga các anh chị nhé. Sản phẩm có dập chìm logo HTX Rau Phúc Sen này và có tem chống hàng giả, mình có thể check được bằng iCheck các anh chị nha. Sản phẩm khi cho vào vỏ đấy ạ. Cây M10 MDD này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 510.000 và bao phí ship các anh chị nha. Mẫu nhỏ thứ hai ở trong bộ mèo mun này đó sẽ là cây M15 MDD các anh chị nhá. Đây ạ, lưỡi dao nó sẽ dài 15 cm, cây này thì thuận tiện cho mình cắt thái hoặc có thể là lọc nhẹ được này. Mình đi rừng là thường là các anh chị hay chọn mẫu này để mình đi câu á. Đi câu để mình có thể lọc cá. Cây M15 MDD này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 580.000 và miễn phí ship ạ. Sản phẩm khi cho vào vỏ đây các anh chị nha. Đó. Mình gạt vào chế độ khóa dao như thế này. Đây là cây M15 MDD ạ. Mẫu số 3 ở trong clip này đó sẽ là một cây mèo 20, mã của sản phẩm là M20 MDD các anh chị nhé. Cây này lưỡi dao nó sẽ dài 20 cm ạ. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ đặt vào khoảng là 4 cm, 4-4,5 và độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5 ly. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình nó sẽ là 660.000 và bao phí ship ạ. M20 MDD. Đó, đen huyền bí rất là đẹp đúng không ạ? Vỏ mun cán mun các anh chị nhé, vỏ mun cán mun có tết dây mây và có cuốn đai đồng xu ở đây. M20 MDD, mẫu M20 MDD báo giá 660.000. Mẫu số 4 ở trong clip này nó sẽ là một con dao mèo 25 các anh chị nhé, size lưỡi 25, lưỡi dao dài 25 cm. Đó, phần bụng dao ở đây thì nó sẽ rộng vào khoảng là 4,5-5 cm. Phần cán dao ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng 12,5 cm, khâu bằng đồng đỏ và chốt đinh cũng bằng đồng đỏ. Cây này là mình đi rừng chặt cây là ok rồi đấy các anh chị ạ. Mình đi rừng chặt cây này, chặt gà vịt này, thái lọc này. Đó, thường thường là dùng để đi dã ngoại cắm trại thì mọi người hay chọn size 25 và size 20. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 710.000 bao phí ship. Sản phẩm có bao gồm cả dao và vỏ luôn. Mẫu lớn nhất ở trong clip này đó sẽ là một cây 28 nhé các chị nhé. Mèo 28, lưỡi dao dài 28 cm. Cây này thì đa năng nhất rồi. Đó, dùng để mình có thể chặt cây, các loại cây to là mình có thể chặt được rồi các chị nhé. Công năng của nó sẽ là lớn nhất trong tất cả các dòng dao mèo. Cây này là cây lớn nhất này. Đó, đây là phần lưỡi dao các chị này. Lưỡi dao là dài 28, rộng khoảng 5,5 cm các chị nhé. Và độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5-6 ly. Đó. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 800.000 ạ. Em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình đấy là bộ mun, bộ 5 món mun. Và bây giờ sẽ là đến bộ 5 món cẩm chỉ các anh chị nhé. Đầu tiên nó sẽ là cây M28DD. Cây M28DD đây ạ, phần lưỡi dao nó khá giống với con M28 MDD ban nãy đúng không ạ? Nhưng nó chỉ khác nhau ở đây, nó là cán ở đây là cán gỗ cẩm chỉ thôi. Khâu đồng đỏ và chốt tinh bằng đồng đỏ. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 710.000 có cả vỏ rồi các chị nhé. Đây, vỏ đây ạ. Đây. M28DD các chị nha. Sản phẩm khi cho vào vỏ thì nhìn nó sẽ như thế này ạ.
Rất đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Và giá lại còn hấp dẫn nữa. Không có lý gì mà mình không chấp ngay cơ hội này đúng không anh chị? Mẫu số 2 đây là cây M25DD các anh chị nhé. M25DD lưỡi dao dài 25cm. Đó. Cán dao thì dài khoảng 12,5. Vỏ đây là vỏ cẩm chỉ ạ. Và cán cũng là cán gỗ cẩm chỉ luôn. Cái này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 680.000 các anh chị nhé. 680.000 bao phí ship. Có cả vỏ. Rất đẹp đúng không ạ? Vỏ cẩm chỉ. Mẫu số 3 ở đây sẽ là một cây dao mèo 20. Cây này là lưỡi dao dài 20cm các anh chị này. Cán dao là dài khoảng 12,5 này. Thâu đồng đỏ và chốt đinh bằng đồng đỏ. Vỏ ở đây cũng là vỏ cẩm chỉ luôn nhé các anh chị nhé. Vỏ cẩm chỉ ạ. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 600.000 và miễn phí ship các anh chị nhé. Mẫu thứ tư ở trong bộ cẩm chỉ này đây sẽ là một con mèo 15 các anh chị nhé. M15DD. Con này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 560.000. Sản phẩm khi cho vào vỏ đây các anh chị này. Khi cho vào vỏ là nhìn nó sẽ như thế này các anh chị nha. M15DD. Mẫu dao mèo nhỏ nhất ở đây sẽ là cây M12DD các anh chị nhé. Lưỡi dao là dài 12cm ạ. Phần cán dao ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng 12. Khâu dao là bằng đồng đỏ các anh chị nhé. Và chất tinh ở đây cũng bằng đồng đỏ luôn. Vỏ có đan và tết dây mây. Cũng giống như các cây dao mèo kia. Và khi sản phẩm cho vào vỏ thì nhìn nó sẽ như thế này ạ. Cây M12DD hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 490.000 và miễn phí ship các anh chị nhé. Ok, em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình 10 mẫu dao mèo của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Và trong clip này em cam kết là gửi tới các anh chị tất cả các sản phẩm này đều là hàng chuẩn đẹp của hợp tác xã Dao Phúc Sen, không có lỗi các anh chị nhé. Kể cả phần lưỡi lẫn phần cán, các anh chị đặt mua hàng đến các anh chị mở hàng ra xem đúng mình mới thanh toán cho bưu tá. Và những sản phẩm này em ngay từ đầu clip em có nói rồi đấy ạ, là em sẽ chỉ báo giá tri ân trong ngày hôm nay thôi. Vì vậy nếu các anh chị đang thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ về số điện thoại 0987 240 733, Zalo cũng là 0987 240 733 các anh chị nhé, để được các bạn nhân viên bên em tư vấn cũng như là hỗ trợ đặt hàng sớm nhất và nhanh nhất ạ. Số lượng của các sản phẩm này em tri ân tới các anh chị sẽ là số lượng có hạn thôi. Vì thế mà nếu như các anh chị đang thích sản phẩm này thì hãy chốt ngay các anh chị nha. Bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Chúc các anh chị có những trải nghiệm tuyệt vời cùng dao của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cả nhà mình nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ em An nhé. Cảm ơn cả nhà. Xin chào.